Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Theo các chuyên gia phong thủy, việc một người sinh vào ngày, tháng hay thậm chí là giờ nào cũng ảnh hưởng khá lớn đến vận của cả cuộc đời người đó. Những người được sinh vào ngày giờ đẹp có thể có cuộc sống sung sướng, an nhàn cả cuộc đời. Và ngược lại, nếu sinh vào ngày giờ xấu thì sẽ vất vả, làm lũ cho đến hết đời. Chính vì vậy mà có không ít các gia đình hiện nay đã áp dụng đủ mọi phương pháp, cả khoa học lẫn tâm linh, để có thể sinh con vào ngày giờ đẹp để mang lại may mắn cho cả gia đình. Vậy ngày tháng như thế nào thì được coi là ngày tháng đẹp? Và sinh con vào những ngày này sẽ đem lại điều gì may mắn? Kính mời quý vị và các bạn ngày hôm nay sẽ cùng kênh Phong thủy Gia Cát đi tìm hiểu để qua đó có thể nắm được những thông tin hữu ích. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích khác. Đầu tiên là tuổi Tý. Tháng sinh âm lịch tốt nhất cho tuổi Tý là tháng 1, 5, 7, 8, 9. Bởi người tuổi Tý sinh vào tháng 1 âm lịch phần lớn được thừa hưởng gia sản của gia đình, nhưng không ăn chơi, phá phách, họ lại biết dùng số tài sản đó để nhân lên gấp bội. Ngoài ra, người sinh vào tháng này có được sự nghiệp hanh thông, rộng mở, được quý nhân giúp đỡ. Người sinh vào tháng 5 âm lịch tuy ban đầu gặp phải không ít trở ngại, nhưng nhờ ý chí bền bỉ, quyết tâm tới cùng, họ sẽ có được cuộc sống giàu sang, sung túc. Trong khi đó, người sinh vào tháng 7, 8, 9 âm lịch sẽ có cuộc sống bình yên, không phải lo nghĩ về cơm áo, gạo tiền, tiền bạc lúc nào cũng dư dả. Nếu sinh vào những tháng trên mà còn trúng 3 ngày âm lịch là mùng 4, 13 và 30 thì người tuổi Tý sẽ sở hữu trí tuệ hơn người, luôn gặp may mắn và cả cuộc đời sống trong gấm vóc lụa là. Thứ hai, tuổi Sửu. Những người tuổi Sửu sinh vào tháng 3, 7, 8 và 9 âm lịch thường rất thông minh, khí chất oai hùng. Trong khi người sinh vào tháng 3 âm lịch có cuộc sống tự do, tự tại, không phải lo gánh nặng cơm áo, gạo tiền, có tiếng nói nhất định trong xã hội, thì tuổi Sửu sinh vào tháng 7 âm lịch lại có hậu thuẫn đắc lực từ kinh tế gia đình. Người tuổi Sửu sinh vào tháng 8 âm lịch thường có sức khỏe tốt, sống rất thọ và có cuộc sống bình an, hạnh phúc. Còn nếu sinh vào tháng 9 âm lịch, họ là những người rất chăm chỉ, có thành tích học tập xuất sắc, tính tình gan dạ và kiên trì. Ngày sinh âm may mắn của người tuổi Sửu là ngày 13 và ngày 27 âm lịch. Người sinh vào những ngày này có một tương lai vô cùng hứa hẹn. Khi gặp khó khăn, luôn có quý nhân giúp đỡ nên họ sẽ có cuộc sống an nhàn, sung túc. Tuổi Dần. Tháng sinh âm tốt nhất đối với người tuổi Dần là tháng 1, 2, 3, 4 và 8. Người tuổi Dần sinh vào tháng 1 âm sẽ có con đường công danh rộng mở, cuộc sống giàu sang. Còn người sinh vào tháng 2 âm lại sở hữu tài hoa hơn người, hứa hẹn gây dựng được sự nghiệp to lớn. Sinh vào tháng 3 âm, con giáp này có trí tuệ thông minh thiên bẩm. Việc gì cũng không thể làm khó được họ và chính vì vậy mà con đường sự nghiệp của con giáp này vô cùng hanh thông. Người sinh vào tháng 4 âm lịch, cả cuộc đời gần như không có sóng gió hay phiền muộn nào. Cuộc sống khá tiêu diêu tự tại, không phải lo chuyện ăn mặc. Trong khi đó, tuổi Sửu sinh vào tháng 8 âm lịch lại rất thông minh, mưu lược hơn người, có tài về văn chương. Ngày sinh âm may mắn của tuổi Dần là ngày 16 và 27 âm lịch. Họ luôn được quý nhân phù trợ, con đường sự nghiệp luôn suôn sẻ, thuận lợi và cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, viên mãn. Tuổi Mão. Tháng 2, 3, 4, 5 và 8 là những tháng sinh âm may mắn nhất đối với những người tuổi Mão. Cụ thể, những người sinh vào tháng 2 âm sẽ có cuộc sống vô lo, vô nghĩ, đường công danh sán lạn, hứa hẹn sẽ làm nên sự nghiệp lớn lao. Nếu sinh vào tháng 3 âm, người tuổi Mão rất thông minh, hoạt bát và có tiền đồ. Người sinh vào tháng 4 âm sở hữu tính cách điềm đạm,
nho nhã, học thức sâu rộng, vận mệnh và tiền đồ khá tốt. Sinh vào tháng 5 âm lịch, con giáp này có đầu óc kinh tế nhanh nhạy, biết cách đầu tư, kinh doanh, đồng thời có nền tảng kiến thức văn hóa vững vàng nên không sớm thì muộn, họ có thể xây dựng được cơ ngơi cho chính mình, được nhiều người nể phục. Người tuổi Mão sinh tháng 8 âm lịch thường có trái tim nhân hậu, đạo đức cao quý, được sống trong vinh hoa, phú quý. Ngày sinh âm may mắn của những người tuổi Mão là ngày 26, 27 và 29 âm lịch. Những người sinh vào những ngày này thường đạt được những địa vị cao, được mọi người kính trọng và cực kỳ may mắn. Tuổi Thìn. Tháng sinh âm tốt nhất với người tuổi Thìn là tháng 2, 3, 4, 7 và 8. Người sinh vào tháng 2 âm có đường tài lộc rộng mở, địa vị xã hội cao và được nhiều người kính trọng. Sinh vào tháng 3 âm thì người đó thường rất thông minh, có ý chí kiên định và thành công lớn trong sự nghiệp. Sinh vào tháng 4 âm, con giáp này có tài mưu lược, giành lợi song toàn và sớm muộn sẽ làm rạng danh cả dòng tộc. Người tuổi Thìn sinh vào tháng 7 âm rất gan dạ và mưu trí, sớm được thành danh, hưởng phúc lâu dài. Trong khi đó, người sinh vào tháng 8 lại có tài năng xuất chúng. Ngày sinh âm may mắn với người tuổi Thìn là ngày mùng 1 và ngày 16. Người tuổi Thìn vốn đã có cuộc sống sung sướng hơn các con giáp khác, nhưng người sinh vào ngày mùng 1 còn gặp nhiều may mắn hơn. Còn nếu sinh vào ngày 16 âm lại thông minh hơn người, chăm chỉ, ham học hỏi kiến thức mới và sớm thành danh. Tuổi Tỵ. Người tuổi Tỵ sinh vào tháng 3, 4, 5, 6 và 7 âm lịch thường sẽ có cuộc sống no đủ, hạnh phúc, nhất là khi bước vào trung vận. Cụ thể, người tuổi Tỵ sinh vào tháng 3 âm có lý trí thông minh lỗi lạc, học thức uyên thâm, lý tưởng sống rõ ràng và khả năng ứng biến với môi trường mới rất là cao. Người sinh vào tháng 4 âm lại được quý nhân phù trợ, gặp sự hóa lành nên có một cuộc đời bình an. Người tuổi Tỵ sinh vào tháng 5 và tháng 6 âm lịch có trí tuệ hơn người, sự gan dạ và ý chí kiên cường hiếm thấy. Sinh vào tháng 7 âm lịch, người tuổi Tỵ thường có tài hoa xuất chúng, rất thông minh và có thể gây dựng được sự nghiệp vĩ đại. Ngày sinh âm may mắn của người tuổi Tỵ là ngày mùng 1 và ngày 23. Người tuổi Tỵ sinh vào ngày mùng 1 âm sẽ có một cuộc đời bình an, gần như không gặp phải sóng gió nào trong cuộc đời. Sinh vào ngày 13 âm được trời ban cho lòng dũng cảm và trí tuệ. Tuổi Ngọ. Tháng sinh âm lịch tốt nhất với người tuổi Ngọ là tháng 1, 2, 3, 7 và 8. Người sinh vào tháng 1 thường có tính cách lạc quan, thích kết bạn bốn phương, hòa nhã với mọi người. Người sinh vào tháng 2 âm có trí tuệ hơn người, thích cuộc sống tự do, bay nhảy, không câu nệ và chấp nhận. Sinh vào tháng 3 âm lịch, người tuổi Ngọ thường dũng cảm hơn người, nhờ đó mà họ không ngại khó, ngại khổ, luôn cố gắng để đạt được mục đích cuối cùng. Chính vì tính cách này mà họ dễ dàng tạo được sự nghiệp vang dội. Nếu sinh vào tháng 7, tháng 8 âm lịch, người tuổi Ngọ được trời phú cho tính thông minh, phong thái nho nhã, luôn được quý nhân phù trợ và gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp. Theo cách xem bói ngày sinh âm may mắn của người tuổi Ngọ là ngày mùng 5 và ngày 20. Người sinh vào ngày mùng 5 có thiên phú về nghệ thuật, trong khi đó, người sinh vào ngày 20 lại có cuộc sống sung túc, hạnh phúc về hậu vận. Tuổi Mùi. Tuổi Mùi nếu sinh vào tháng 3, 5, 6, 7 âm lịch sẽ gặp nhiều may mắn cho cuộc sống. Cụ thể, người sinh vào tháng 3 thường rất thông minh, sức khỏe dồi dào, đường công danh sự nghiệp và tình yêu suôn sẻ, thuận lợi. Nếu sinh vào tháng 5 âm lịch, đường tài lộc cũng như đường danh lợi của con giáp này đều song toàn. Sinh vào tháng 6 âm, người tuổi Mùi sở hữu trái tim chân thành, thuần khiết, là người giữ chữ tín và bạn sẽ được hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý lâu dài. Người tuổi Mùi sinh vào tháng 7 âm lịch có trí dũng song toàn, hưởng số mệnh phú quý và giàu sang suốt cuộc đời. Mùng 7 và ngày 30 âm lịch là ngày sinh âm may mắn của người tuổi Mùi. Người tuổi Mùi sinh vào những ngày này thường có tính cách hiền lành, khoan dung, luôn gặp may mắn và tài năng. Nhờ đó mà họ dễ dàng thành công trong cuộc sống. Tuổi Thân. Tháng sinh âm lịch tốt nhất của người tuổi Thân là tháng 3, 4, 7 và 8. Người tuổi Thân sinh vào tháng 3 âm có trí tuệ hơn người, thường gặp nhiều may mắn, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Trong khi đó, người sinh vào tháng 4 lại có tài kinh doanh, nhờ đó mà tài lộc dồi dào, một đời không phải lo nghĩ gì về cái ăn, cái mặc.
Tuổi thân sinh vào tháng 7 âm thường có tính cách điềm đạm, có quý nhân phù trợ và cuộc sống bình yên, không phải trải qua quá nhiều sóng gió. Sinh tháng 8 âm lịch, người tuổi thân có tiền đồ rực rỡ, phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp phát triển không giới hạn. Ngày sinh âm may mắn của tuổi thân là ngày 14 và ngày 28 âm. Người sinh vào ngày 14, 28 âm sẽ sống một cuộc sống giàu có, nhờ sự giúp đỡ từ cha mẹ và quý nhân. Đặc biệt, có khả năng lãnh đạo thiên bẩm với những công việc chức quyền, người nổi tiếng. Tuổi Dậu. Tháng sinh âm lịch tốt nhất của tuổi Dậu là tháng 2, 3, 4, 8 và 9. Người sinh vào tháng 2 và tháng 3 âm lịch đều có tính cách phóng khoáng, tinh thần lạc quan, yêu đời. Ngoài ra, họ còn sở hữu trí tuệ phi phàm, có khả năng ứng biến nhạy bén, hứa hẹn một tương lai tươi sáng, có chỗ đứng vững trong xã hội. Người tuổi Dậu sinh vào tháng 4 âm thường rất thông minh, biết cách lạc quan, biết cách kiềm chế cảm xúc của bản thân rất tốt và suy nghĩ thấu đáo trước khi đưa ra một quyết định nào đó. Ngoài ra, họ còn là những người có đầu óc kinh doanh lợi hại, nhờ đó mà tạo dựng được cuộc sống giàu sang. Trong khi đó, người tuổi Dậu sinh vào tháng 8 và tháng 9 âm, tài hoa, danh lợi song toàn, cuộc sống ấm êm, hạnh phúc. Ngày sinh âm may mắn của những người tuổi Dậu là ngày mùng 4 và ngày 26 âm lịch. Sinh vào những ngày này, người tuổi Dậu sẽ được trời phú cho tài kinh doanh, rất biết cách đầu tư, kiếm số tiền có trong tay sinh sôi nảy nở. Tuổi Tuất. Người tuổi Tuất sinh vào tháng 1, 2, 3, 8 và 12 âm lịch. Không sớm thì muộn, đều có cuộc sống giàu sang, phú quý. Người sinh vào tháng 1 âm là người sống rất chân thành, được nhiều người yêu quý. Cuộc sống ít trải qua sóng gió. Nếu sinh vào tháng 2 âm lịch, người tuổi Tuất luôn có trí dũng song toàn, luôn có quý nhân phù trợ nên họ không phải trải qua những biến cố. Sinh vào tháng 3 âm, con giáp này rất thông minh, sắc sảo và có nhiều tài năng thiên bẩm. Sinh vào tháng 8 âm, người tuổi Tuất sở hữu thông minh hơn người, tài năng xuất chúng. Trong khi đó, người sinh vào tháng 12 âm, từ bé đến lớn, hầu như đều được sống trong nhung lụa. Người tuổi Tuất sinh vào ngày mùng 7 và 28 âm lịch sẽ gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống. Tuổi Hợi. Tháng sinh âm lịch tốt nhất của người tuổi Hợi là tháng 1, 2, 4, 9 và 11. Người tuổi Hợi sinh vào tháng 1 âm thường có học thức uyên bác, thông minh lanh lợi, sống thọ, vận thế khá ổn, vận thế khá tốt và có cuộc sống bình yên, vô lo, vô nghĩ. Nếu sinh vào tháng 2 âm, họ thường rất tài năng và thông minh hơn người, luôn được quý nhân phù trợ. Sinh vào tháng 4 âm, người tuổi Hợi sẽ có cuộc sống vinh hoa, phú quý, được nhiều người yêu mến. Nếu sinh vào tháng 9 âm, cả cuộc đời con giáp này không phải lo lắng về vấn đề tiền bạc, cái ăn, cái mặc hàng ngày. Trong khi đó, nếu sinh vào tháng 11 âm, họ là những người rất thông minh, đôn hậu hay giúp đỡ người khác và có quý nhân phù trợ nên gặp dữ đều hóa lành. Ngày sinh âm may mắn của người tuổi Hợi là ngày mùng 7 và ngày 24 âm lịch. Tuổi Hợi sinh vào ngày này thường được trời ban cho trí thông minh và lòng dũng cảm hơn người. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ qua bất kỳ video và thông tin nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.